Chiều ngày 15 tháng 4, đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Đông Triều. Theo đánh giá, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch và đúng theo trình tự luật định. Các nội dung công việc đều được chủ động hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định. Công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy chính quyền sát sao chặt chẽ. Đến nay đã hoàn thành xong bước 1, đang tiếp tục thực hiện các nội dung bước 2 cuộc bầu cử. Nhiệm kỳ này, thị xã Đông Triều có 1.091 người tham gia ứng cử, trong đó 1 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 11 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 70 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã và 1.009 người ứng cử Hội đồng Nhân dân các xã phường. Thị xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với sự thống nhất tín nhiệm cao. Đông Triều phấn đấu hoàn thành hiệp thương lần thứ 3 trước ngày 15 tháng 4 năm 2021. Theo thống kê, toàn thị xã hiện có tổng số 125.524 cử tri tham gia bầu cử tại 184 khu vực bỏ phiếu. Sau khi trực tiếp kiểm tra tại một số khu vực bỏ phiếu tại phường Mạo Khê, phường Kim Sơn, phường Yên Thọ và nghe các đề xuất kiến nghị của cơ sở, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã khẳng định, mặc dù là địa phương có địa bàn rộng, dân cư đông, số lượng cử tri nhiều, lại vừa tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng thị xã Đông Triều đã bình tĩnh, chủ động, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt khống chế dịch bệnh và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách và có sự chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử. Thời gian tới, đồng chí đề nghị thị xã Đông Triều cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã, các xã phường về công tác bầu cử. Quan tâm cập nhật các văn bản mới về bầu cử, rà soát cập nhật danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử ứng cử viên, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền khánh tiết để người dân kịp thời nắm bắt thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chú trọng việc hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng tập huấn, nâng cao chất lượng thành viên tham gia các tổ công tác phục vụ bầu cử theo hướng cầm tay chỉ việc. Giải quyết tốt khiếu nại tố cáo của công dân, thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động xây dựng và cập nhật kịch bản bầu cử trong tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 và có phương án để thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện bão lũ xảy ra, tăng cường rà soát, giám sát các địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh cần tập trung chuẩn bị tốt các công việc còn lại của cuộc bầu cử, đảm bảo diễn ra an toàn và tiết kiệm, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.